Nhận định bóng đá Namibia với bờ biển Nga. 23 giờ ngày 1 tháng 7, trận thua 0-1 trước Morocco ở lượt trận thứ 2 buộc bờ biển Nga phải thắng Namibia ở lượt cuối để vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của những trận đấu khác. Cập nhật đội hình ra sân, dự đoán tỷ số, thông tin trước trận đấu. Với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Ismaël Sorre, Serge Aurier, Marc Gradel, đặc biệt là Marcel Cornet, Nicolas Pepe, những cầu thủ đã thi đấu xuất sắc tại League 1 2018-2019, bờ biển Nga rất tự tin giành chiến thắng đậm trước Namibia đêm nay. Ngoài lực lượng vượt trội, Bầy Voi cũng đang có phong độ ổn định hơn đối phương khi thắng 5, thua 2 ở 7 trận gần nhất. Tuy nhiên, muốn chiến thắng, bờ biển Nga không được phép chủ quan bởi chính Namibia mới là đội giành chiến thắng ở cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Nếu các ngôi sao của huấn luyện viên Ibrahim Camara thi đấu gắn kết, phối hợp ăn ý và tận dụng tốt các cơ hội ăn bàn, dứt điểm hiệu quả hơn trận thua Morocco vòng trước thì họ sẽ có 3 điểm. Bởi Namibia gần như đã bị loại khi thua 2 trận liên tiếp, phong độ gần đây lại kém cỏi và lực lượng yếu hơn đối phương rất nhiều. Xem ra, bờ biển Nga có nhiều lợi thế để giành chiến thắng đậm trước Namibia và có vé lọt vào vòng knock-out tại CAN 2019.